Ngày 26 tháng 5, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngập tràn trong sắc màu văn hóa Nhật Bản tại sự kiện lễ hội tháng 5 Satsuki Matsuri do Khoa Nhật Bản học tổ chức. Chương trình đã thu hút gần 1.000 người tham gia, gồm các giảng viên, sinh viên Khoa Nhật Bản học và những người yêu mến văn hóa Nhật Bản. Đến tham dự phần lễ có ông Kawaue Yunichi, Tổng lãnh sự Lãnh sự quán Nhật Bản Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ông Shinida Makoto, Viện Nghiên cứu Đạo đức Nhật Bản, giáo sư Takanaga Shigeru, Trường Đại học Hiroshima, bà Nakao Naho, đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và giám đốc các công ty, hiệu trưởng trường Nhật ngữ trong và ngoài nước. Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có sự hiện diện của Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó hiệu trưởng, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Hiền, Trưởng khoa Nhật Bản học, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Lực, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hương, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển Dự án Quốc tế, cùng đại diện các đơn vị tài trợ cũng tham gia chương trình. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó hiệu trưởng nhà trường, đã điểm qua quá trình hợp tác của nhà trường với các trường đại học và Viện Nghiên cứu Nhật Bản. Tiến sĩ Lê Hữu Phước nhấn mạnh, trong lộ trình hội nhập quốc tế, trường chúng tôi hướng tới xây dựng các mối quan hệ sâu rộng với các trường đại học và Viện Nghiên cứu Quốc tế, trong đó hợp tác với các đối tác Nhật Bản là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà trường. Đặc biệt, phần lễ đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên qua bài nói chuyện của diễn giả Fujii Daisetsu, Phó Phòng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Morology, Viện Nghiên cứu Đạo đức Nhật Bản với chủ đề Những phẩm chất năng lực để mở cửa tương lai. Tiến sĩ Huỳnh Trọng Hiền, Trưởng khoa Nhật Bản học cho biết buổi nói chuyện sẽ giúp các bạn sinh viên có hành trang vững vàng để bước vào tương lai. Thì có rất nhiều hoạt động. Ví dụ như buổi lễ sáng thì có một cái bài nói về đạo đức. Đó cũng là một cái để mà chúng ta có thể nhìn nhận lại bản thân của mình còn thiếu những cái điểm gì, cần phải làm gì để có được một cái nhân cách tốt để có thể vững chãi trong cuộc sống. Tiếp nối phần lễ là chuỗi các hoạt động nhảy flashmob của sinh viên. Cuộc thi kiến thức Nhật Bản muôn màu. Chương trình karaoke party. Chuỗi gian hàng ẩm thực, trò chơi, tư vấn việc làm. Cuộc thi văn nghệ Mặt trời phương Đông lần thứ 10 và lễ chia tay sinh viên năm cuối. Đây là dịp để những ai yêu mến đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu những nét độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Vâng, là một sinh viên của khoa Nhật Bản học thì cái lễ hội tháng 5 này là một cái lễ hội rất đặc biệt đối với chúng mình. Và như năm nay thì các bạn đã thấy không khí ở đây hiện đang rất là sôi nổi và vui động và mình cũng thấy rất là hứng khởi khi đến đây. Lễ hội tháng 5 năm nay thì có rất là nhiều cái chương trình mới, cũng giống như là thu hút được các bạn thì ban tổ chức của lễ hội đã có tìm ra được những cái hình thức mới, ví dụ như là tấm passport này chẳng hạn. Đây là một trong những cái điểm mới tại lễ hội năm nay. Khi các bạn đóng dấu đủ thì các bạn sẽ được chụp hình với cái gian hàng. Lễ hội tháng 5 là hoạt động thường niên của khoa Nhật Bản học. Năm 2018, lễ hội diễn ra với chủ đề 45 năm quan hệ Việt-Nhật.